Chị xin mời mình cho tất cả các em sau những ngày tháng ăn uống kham khổ ở trong rừng thì hôm nay khi mà quay trở lại thành phố, điều đầu tiên mà chị nghĩ đến đó chính là đi ăn một cái gì đó thật là ngon. Lần này thì chị đã chọn một nhà hàng khá là sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó có một điểm rất là đặc biệt đó chính là tất cả các món ăn của nhà hàng này đều được chế biến bởi một đầu bếp tí hon chỉ bé như thế này thôi này. Chắc hẳn là các em đang rất là tò mò đầu bếp tí hon thì làm sao mà nấu được món ăn cho mình ăn đúng không? Vì vậy bây giờ chúng ta cùng vào trong đấy để khám phá xem là họ chế biến như thế nào nhé. Wow, hình như ở đây người ta ăn rất là cay thì phải. Có một cái thau ớt thật là lớn như thế này. Đó, đây là ớt khô đó các em. Ở đây thì có những con tôm rất là to, nhưng mà đây không phải là tôm hùm mà là tôm càng xanh. Các em có thể nhìn thấy cái càng của nó màu xanh kìa. Lúc nãy thì chị vừa thấy con cá mú bông bơi. Wow, nó sợ chị quá cho nên là nó đã bơi ra đầu kia. Đây mới chính xác là tôm hùm này các em. Đó, nhưng mà trông nó hơi mờ, các em có nhìn thấy không? Wow, hình như nó thấy chị, nó đang tiến lại gần. À không, nó thấy chị nó sợ quá nó đi đấy. Ở đây thì chị còn thấy có rất là nhiều đồ ăn. Hình như cái này là phi xanh, thường thì chúng ta hay thấy ở các bè tôm hùm thì phải. Sau đó là tôm. Còn bên đây là hàu. Các món này thì không cần chế biến mà chúng ta có thể ăn sống được như là sashimi luôn đấy. Cuối cùng thì chị cũng đã vào được cái bàn mà chị đặt chuẩn bị, thì chị sẽ gặp một đầu bếp, đó chính là đầu bếp tí hon để chế biến món ăn cho chị. Điều đặc biệt ở nhà hàng này đó chính là chúng ta vừa được ăn vừa được xem đầu bếp chế biến món ăn, chế biến ngay trên cái đĩa này luôn. Đó, chị cần ngồi như thế này là có thể xem được đó. Thì lớn chef có nghĩa là đầu bếp tí hon, và cái show này, cái phòng này như là cái phòng chiếu phim thu nhỏ. Wow. Mình sẽ vừa ăn và mình thưởng thức món ăn và mình vừa xem phim cùng một lúc. Và cái show, cái concept của mình hôm nay có tên là Le Grand Bistro. Thì anh đầu bếp tí hon này sẽ đi tìm kiếm các loại nguyên liệu và nấu ăn trên cái dĩa của mình luôn. Tìm và... kiếm luôn đó hả em? Dạ đúng rồi chị. Và anh nấu theo những cái cách khá là vui nhộn mình không thử tại nhà. Và những cái món ăn này sẽ là một đặc sản đặc trưng của những cái quốc gia. Và sau mỗi clip em sẽ mang món ăn lên và giới thiệu với anh chị những cái về món ăn đó cũng như là những cái câu chuyện phía sau đó ha. Cảm và ơn em xin phép bắt đầu luôn. Ok, chắc hẳn là các em cũng vừa nghe anh ấy giải thích về việc chế biến món ăn của đầu bếp tí hon nếu nào. Bây giờ thì chị đã hiểu hơn rồi đấy. Không phải đầu bếp bay từ trên kia xuống đâu, mà nó giống như kiểu là một cuốn phim hoạt hình mà chúng ta xem đầu bếp chế biến. À, bắt đầu thôi. Món đầu tiên là món salad thì phải. Wow, các em thấy không? Bây giờ bàn đã thay đổi đi nè. Một thảm cỏ xanh mất đúng rồi. Salad thì phải được trồng như rau. Ủa, đầu bếp đây. Đầu bếp đây này các em. Đó, đây là đầu bếp tí hon. Đầu tiên để có rau thì chú ấy phải đi trồng đã. Trước tiên là chúng ta phải cuốc đất này. Wow, ở đây đẹp quá đi thôi. Anh Tiểu Thúi cũng có thể quay ở bên bàn của anh Tiểu Thúi. Bàn nào cũng có luôn. Wow, sau khi cuốc đất xong rồi hình như là lấy hạt giống thì phải. Ô, tưới nước, đúng rồi. Ở đây thì âm thanh rất là sống động luôn. Chúng ta còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy đấy. Chở cái gì đây nhỉ? À, củ cái. Không phải. À, đẩy lên đĩa. Cái này là cái gì đây ta? Chị không biết là đầu bếp vừa đẩy. À, trứng gà hả? Đầu bếp vừa đẩy lên đĩa một quả trứng gà thì phải. Ủa, rau. Ủa, rau vừa mới trồng mà tại sao lại lớn nhanh như vậy ta? Mà không rửa luôn kìa. Không rửa luôn. Không, đây là củ hành. Củ hành các em ạ. Không phải, đây là củ cải đỏ. Củ cải này bị hư rồi này. Không chịu rửa rau mà ném lên đĩa cho chị ăn luôn chứ. Chắc là rau này là rau sạch đây. Ủa, cái này nặng quá. Chắc là quả khổng lồ. Ủa, nặng quá đi rồi. Trời ơi, tội đầu bếp của chị quá. Không phải, củ cải này biết chạy game à. Chạy. À, hóa ra là con chuột. Nó đã ăn mất cái củ này rồi. Ủa, rồi nó chạy mất. Đúng là đồ phá hoại mùa màng mà. Không biết là đầu bếp định làm gì. Ủa, đầu bếp đi lên cả cái đĩa của chị luôn á.
biết đầu bếp rửa chân chưa ta? Ồ, có thể, làm sao mà rửa chân được? Đang đi từ đất đi lên đĩa của chị. À, đầu bếp đang làm bẫy, cái bẫy này thì chị đã gặp ở trong rừng. Ồ, nhưng mà con chuột này thì rất là thông minh. Rồi, xem tí nữa thì đầu bếp ngòm củ tỏi luôn. Mãi mà vẫn chưa bắt được chuột. À, bây giờ thì đầu bếp khá là thông minh, sẽ đẩy nước xuống dưới, bơm cho đầy cái hố này. Như vậy con chuột không chịu được là sẽ lòi lên. Nhưng mà cái thằng đấy chưa, đây gọi là gậy ông đập lưng ông ấy. Không biết là đầu bếp định nghĩ ra trò gì nữa đấy nhỉ. Cái gì đây nhỉ? Chị cũng không biết đây là gì. À, cái bơm, bơm hơi vào bên trong. Chị nghĩ như thế đấy. À, các em có thể thấy hình ảnh ở đây rất là sinh động luôn. Hoa lá thì nó cũng động đậy. Thương đầu bếp của chị quá đi thôi. Đấy là một quả bom. Đấy là một quả bom, tội nghiệp đầu bếp quá. Nhưng mà không sao, dù sao thì cái đĩa của chị cũng khá là đầy rồi. Ta-da! Và bây giờ anh phục vụ sẽ đặt đồ ăn lên. Câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Để chúng ta thử ăn món này xem là đầu bếp chế biến như thế nào nhá. Có ngon như là hình ảnh mà chúng ta vừa xem lúc nãy hay không? Chị vừa mới ăn phải cái này giống như kiểu là phô mai vậy. Bình thường khi mà chị ăn phô mai mozzarella này á thì chị thấy rằng nó có màu hơi vàng vàng cơ. Nhưng mà tại sao cái này lại có màu trắng thế nhỉ? Khi ăn thì mùi cũng rất là thơm luôn á. Ngon quá đi thôi. Rau củ quả để chị ăn thử xem là có tươi như là đầu bếp trồng nhá. Thực sự là rất tươi ngon. Còn đây là cà chua sô-cô-la đó. Ngoài cà chua sô-cô-la thì còn có cà chua vàng này thì chị không biết là cà chua gì. Đến đây rồi thì mỗi phần ăn sẽ được phục vụ là giống nhau. Phần của chị và phần của anh Tiểu Thúi là giống nhau hết đấy. Chúng ta còn được tặng thêm một ly này nữa. Nhưng mà chị không biết là ly gì. Mùi thì rất thơm. Thúi ơi, đây là rượu đó. Oh my God. Chị không uống được rượu, cho nên chị sẽ uống nước. Nãy là từ nước Ý, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua nước Pháp để câu cá nhé các em. Đây cũng là tên của nhà hàng đấy. Wow, lúc nãy là đồng cỏ, bây giờ thì chúng ta đang ở trên biển. Có những cái cây cầu gỗ, nhưng mà đầu bếp đâu rồi? À đây. Đầu bếp vừa lặn xuống dưới biển để bắt cá. Wow, kéo lên một con cá hả? Chị không biết đây là con gì nữa. À, đây là con sò này, còn đây hình như là tôm. Đầu bếp này không bảo vệ môi trường gì hết, thả quả bom xuống dưới đây thì phải. Wow. Con tôm hùm, con cá, có quá nhiều con luôn. Sau đó dùng cái vợt và vớt lên. Không, tôm này là tôm nhà thôi, không phải tôm hùm đâu các em à. Món này hình như là món súp. Đầu bếp đang chế biến món súp đó. Chị cũng thích lái chiếc mô tô này lắm. Đây là mô tô nước thì phải. À, trên mỏm đá này thì có cả hành. Con bạch tuộc này các em. Wow, đây có một con bạch tuộc rất là to. Có vẻ khá là nguy hiểm cho đầu bếp đây. Hên quá nó lại lặn đi đâu mất tiêu rồi đấy. Không thì tội đầu bếp của chúng ta. Nếu mà nó vật chú ấy xuống thì chắc là chú ấy sẽ không sống nổi đâu. Đang oi lên đấy em. Cẩn thận. May quá đi thôi. Rồi, xong đời luôn. Ai biểu dại làm chi đúng không các em. Chết rồi. 8 cái tua của nó ngoi lên, cố lên, đầu bếp cố lên.
Rồi xong luôn. Hai cái tour vào đây rồi. Cứu, cứu, cứu. Để chị gỡ ra. Rồi xong luôn. Thương đổ bếp quá. À, tội đổ bếp quá ghê mà. Đổ bếp đi vào trong đấy rồi thì ai nấu ăn cho chị nữa. Đổ bếp vào nồi rồi. Wow. Đó. Trước tiên thì chúng ta đổ lên bánh mì để bánh mì thấm súp. Nhìn có vẻ rất là hấp dẫn và mùi của nó thì rất là thơm luôn đó các em. Một mùi rất là đặc biệt. Chị chưa từng ngửi thấy một mùi nào như thế này. Tại đây cũng là lần đầu tiên chị được ăn món súp này mà. Đúng là có một vị ngọt đậm đà của hải sản. Như lúc nãy chú có giới thiệu là món súp này được hầm từ ngày này qua ngày khác. Cho nên trong cái phần nước sốt này này, nó sẽ có những cái phần tinh túy mà khi chúng ta ăn thì sẽ cảm nhận được vị ngọt của tất cả các nguyên liệu được hầm rất là lâu. Lúc nãy thì chị tưởng rằng con này là con phi xanh, nhưng mà không phải. Đây là vẹm xanh. Nó là vẹm xanh được nhập khẩu từ nước ngoài về, chứ không phải là nuôi tại Việt Nam đâu các em à. Thoáng một cái mà chị đã ăn hết cái đĩa này rồi. Chị thấy món này ăn ngon hơn món trước rất là nhiều luôn đấy. Đại dương đẹp quá các em à. Chị phải xuống gần để ngó đại dương coi sao. Có rất là nhiều san hô ở đại dương luôn. Một đàn cá bơi lội tung tăng này. Đâu ta? Chú đổ bếp đâu rồi? À đây, chú đổ bếp đang ở đây. Ồ, kéo quá lên. Nặng quá đi thôi. Vậy là chú ấy đã bắt được một con cá. Tiếp theo, kho báu. Xong lúc đó thì có một con tôm hùm đã lên lén lút ăn con cá này. Dám ăn của chị à? Xử nó luôn đi. Đúng rồi. Kéo lên, kéo lên. Nặng quá, con tôm hùm này to quá đi mà các em. Kéo lên nào, cố lên. Trời ơi, cưỡi tôm hùm luôn. Phi lên, phi lên. Chết rồi, đâu rồi? Chú đầu bếp ơi, đâu rồi? Vẫn đang còn chiến đấu với tôm hùm. Cố lên, cố lên, cố lên. Lại xuống dưới rồi. Cố lên, chiến thắng con tôm hùm. Thương chú quá. Thôi thì không ăn tôm hùm cũng được, bắt con nào dễ dễ cho đỡ mệt. Trời ơi, chú ấy vừa ném một quả mìn xuống dưới. Giờ thì con tôm hùm đã nổi lên trên. Yeah, 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 yeah. Kéo lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Lột vỏ thôi. Giống như kiểu là món tôm hùm nướng phô mai vậy. Bây giờ cho phô mai lên trên nhé. À, đây là hạt tiêu. Ủa, tại sao hạt tiêu lại nằm ở dưới biển được ta? Chết rồi, bay mất mũ của chú đồ bếp rồi. Như vậy là chị đã có một món ăn rất là hấp dẫn. Đã quá đi thôi. Rất là thơm ngon. Có cả rau nè, tôm hùm nè. Nhìn thôi là chị đã thấy hấp dẫn rồi đó. Chúng ta cùng ăn thôi. Theo như lời của chú giới thiệu lúc nãy nói thì tôm hùm ngày xưa ở bên Mỹ có rất là nhiều. Ở biển nhiều đến nỗi mà nó phá hoại hệ sinh thái biển luôn. Vì vậy chính phủ đã tìm cách bắt nó. Nhưng mà bắt rồi bỏ đi thì uổng quá, cho nên họ ép tù nhân phải ăn. Trời ơi, tù nhân xuống như vậy đấy các em. Và người nghèo thì họ cũng ăn tôm hùm. Nhưng sau này hệ thống cảng biển phát triển, người ta có thể xuất khẩu tôm hùm đi khắp các nước trên thế giới và trở thành món ăn yêu thích của rất là nhiều người, trong đó có chị này. Cũng rất là ngọt luôn. Thịt thì vô cùng chắc. Hình như đây là tôm hùm được đánh bắt ngoài biển mà không phải là tôm hùm nuôi. Sốt này là sốt phô mai này đấy em. Rất là thơm luôn á. Phô mai ở đây cực kỳ ngon. Béo ngậy.
vào trong miệng, chị đã nuốt rồi nhưng mà miệng của chị vẫn còn mùi thơm. Anh thì ở thúi ngửi này. Sau khi khám phá đại dương thì bây giờ chị sẽ quay trở lại với đất liền để bắt đầu làm món bò. Đó. Wow, đây chính là can xăng. Ô, cái đĩa của chị bây giờ trở thành cái bếp nướng rồi đó. Đầu bếp đang thối xăng để đốt món bò của chị. À không, để chế biến. Thịt bò có vẻ tươi ngon đây. Châm lửa nào. Lửa bùng lên một cái. Mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt luôn. Tiếp theo đầu bếp ra ngoài vườn để lấy cái cây này là cây gì đây nhỉ? Khoai tây, ném vào đây nướng nào. Wow, một củ khoai tây mà củ còn to hơn cả cây đấy. Sau đó là súp lơ hả? Đúng rồi. Wow, súp lơ thì đầu bếp phải dùng máy cưa để cưa. Công nhận mách thật đấy. Đây là cái súp lơ khổng lồ. Chỉ là khổng lồ so với đầu bếp tí hon thôi. Tất cả các nguyên liệu ở đây đều tươi ngon. Cà rốt này khen. Cà rốt còn to hơn cả đầu bếp nữa. Cố lên. Nặng quá. Giống như kiểu là ôm một cây cột nhà vậy. Nhưng mà có điều nãy đến giờ đầu bếp chẳng chịu rửa thức ăn gì cả. Cứ ném tất cả mọi thứ nhổ lên trên đây. Còn cái muỗng này thì to gấp vài lần đầu bếp. Tội chú đầu bếp này quá. Tại chú ấy quá là bé mà. Miếng bò bây giờ đã đổi màu. Ô con ruồi. Đập nó. Hên quá nó bay đi rồi. Nó lại bay vào. Con ruồi đáng ghét này. Búng nó. Cam xăng đã bị rớt. Hồn hú vía. Tội đầu bếp quá, đầu bếp đã bị cháy rồi. Nhảy lại đại dương thôi. Chui vào đường ống quay trở lại đại dương để dập lửa. Và cuối cùng món của chị đã được lên kệ. Giống y như là món ở lúc nãy. Có điều là không có cà rốt. Cũng có rau nè, có khoai tây nè. Nhưng mà lại không có cà rốt. Sau khi chế biến xong chắc là chú đầu bếp đói quá ăn luôn à. Tiếp theo thì chị sẽ cắt cái miếng bò này. Nghe như chú ấy giới thiệu thì miếng bò này thì có xen kẽ giữa phần mỡ và phần thịt. Khi mà chúng ta cho vào trong miệng thì phần mỡ sẽ tan ra. Wow, đúng thật. Miếng bò này thì được nướng rất là thơm. Thịt bò thì ngoài việc nó mềm này, tan ra ở trong miệng nó còn rất là ngọt nữa. Mặc dù chị là một người không uống được rượu nhưng mà sốt rượu vang này thì lại rất ngon. Không hề đắng nha các em. Sốt rượu làm từ rượu nhưng mà lại không đắng như rượu, mà lại hơi mặn mặn một chút xíu. Mặn mặn ngọt ngọt, vô cùng thơm ngon. Đó. Ở đây hình như có các loại trái cây thì phải. Đó. À, còn chơi làm người tuyết nữa. Đầu bếp rảnh quá mà. Ồ, nhấc được một tảng băng tuyết lớn như vậy. Ồ, không phải. Hóa ra là đầu bếp ném tuyết lên trên đĩa cho chị. Sau đó là quả này hình như là quả mâm xôi thì phải. Cũng ném lên luôn thì phải. Nặng như thế này thì ném làm sao được cơ chứ. Đúng là đầu bếp thông minh. Giống như kiểu là cái bập bênh của chị và anh tiểu thúi. Sau đó đầu bếp dùng một cái vòi xịt để xịt. À, xịt sô-cô-la. Nhìn thôi là đã thấy hấp dẫn rồi đấy các em. Đúng là đầu bếp tài ba thật. Sau đó là cái gì? Cái này hình như là sữa. Không phải, cũng có thể là kem. Vẫn còn rất là nhiều nguyên liệu nữa. À, hạnh nhân thì phải. Ố, tự nhiên biến đâu ra cái máy này mà chị không biết luôn á. Wow, cho vào xay hạnh nhân. À, đây là viên tuyết ở lúc nãy. Chú ấy vo vo lại mà chị tưởng người tuyết nè. Sau đó là kem mà chú ấy xịt lên. Quả này là quả mâm xôi đúng không ta? Rồi còn những cái lá này nữa nè.
và đây là hạnh nhân thì phải. Chị sẽ ăn thử coi sao. Kem này thì hơi giống kem trong bánh sinh nhật. Kem thơm mùi hạnh nhân, mềm. Nhưng mà chị vẫn thích ăn cái này hơn. Kem trong bánh sinh nhật vẫn ngon hơn. Đây cũng là món cuối cùng mà nhà hàng phục vụ cho chị luôn á. Theo như chị thấy thì các món ăn ở đây khá là ngon. Chị thích nhất là món tôm hùm nướng phô mai. Không gian ở đây thì cũng làm chị vô cùng thích thú luôn. Bởi vì chúng ta có thể ngồi đây này, xem những câu chuyện về các món ăn, đồng thời nhìn thấy đầu bếp chế biến nó luôn. Thật là thú vị đúng không các em? Ngoài ra hôm nay không gian này chỉ có chị và anh Tiểu Thúi. Một không gian rất là rộng rãi mà chỉ có hai người, làm chị cảm thấy rất là thoải mái. Chị mong rằng các em cũng có cơ hội được trải nghiệm giống như chị. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những sau.